Tại triển lãm Kinh tế Xanh năm 2024, GIFI 2024, các trung tâm xúc tiến thương mại và doanh nghiệp đã trưng bày các sản phẩm và giải pháp phù hợp với chủ đề của triển lãm được phân theo hai lĩnh vực ngành hàng là công nghiệp xanh và nông nghiệp xanh. Trong đó, khu gian hàng công nghiệp xanh được các doanh nghiệp Việt tích cực tham gia trưng bày các sản phẩm công nghệ tiên tiến, mang đến những góc nhìn đa dạng về chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh. Tham dự triển lãm Kinh tế Xanh GIFI 2024 do Bộ Công Thương và Eurocharm đồng chủ trì tổ chức, công ty công nghệ năng lượng Alena, Alena Energy đã trình diễn những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực năng lượng xanh, kinh tế xanh như hệ thống điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ điện, ứng dụng AI để tự động hóa vào hệ thống camera, chiếu sáng, điều hòa không khí, hệ thống giám sát và điều khiển năng lượng, hệ thống quản lý vòng đời tài sản, từ mua sắm, bảo trì, sửa chữa, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC, chứng chỉ carbon, v.v. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng xanh ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp hiệu quả để tiết kiệm chi phí điện năng và giảm thiểu tác động đến môi trường, thì những mô hình, giải pháp công nghệ xanh toàn diện với các sản phẩm mới tiên tiến rất phù hợp với Việt Nam. Công ty tôi vinh dự được Bộ Công Thương cho phép tham gia triển lãm. Đây là lần thứ hai. Điều đó chứng tỏ là sự uy tín và tin cậy của công ty của chúng tôi. Và đặc biệt công ty của chúng tôi là một trong những công ty có khả năng cung cấp được chứng chỉ IREC đặc biệt cho các đối tác của Apple, của Samsung, của Google và của các nhà sản xuất đến từ châu Âu. Chính vì vậy, việc tham gia triển lãm lần này là một cơ hội rất là đặc biệt và cũng như là quý giá để chúng tôi có thể mang các giải pháp và các sản phẩm của chúng tôi đến cho các khách hàng tại triển lãm lần này. Và đây không chỉ là triển lãm mà là hội nghị và là cơ hội để bắt tay các nhà sản xuất của Liên minh châu Âu và các doanh nghiệp Việt Nam để có thể thực hiện được các hợp đồng kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Tại công ty của chúng tôi thì chúng tôi cũng cung cấp luôn các giải pháp về năng lượng mặt trời và đặc biệt chúng tôi sẽ đầu tư các hệ thống điện năng lượng mặt trời hoặc là cho thuê các hệ thống điện năng lượng mặt trời để khách hàng có thể sử dụng năng lượng sạch mà không phải bỏ ra chi phí đầu tư. Từ đó giúp giảm phát thải trong quá trình sản xuất và không phải đóng thuế về phát thải carbon khi xuất hàng hóa đi qua các nước Liên minh châu Âu hoặc là Mỹ. Được biết, Alena Energy hiện là đối tác của các tập đoàn lớn trên thế giới trong lĩnh vực năng lượng xanh như tập đoàn Mitsubishi, Electric, Hitachi, Aquila, Iconix, IREC, Growatt, Sumro, v.v. Với 5 chi nhánh và hơn 50 đại lý, nhà phân phối trên cả nước, doanh nghiệp có khả năng cung cấp pin năng lượng mặt trời, bộ lưu điện UPS Alena, dịch vụ vận hành nhà máy điện mặt trời, tư vấn thiết kế các hệ thống điện và hệ thống tích trữ điện lên đến 500 kW. Hơn 8 năm thành lập, doanh nghiệp đã thực hiện tổng thầu EPC, thi công trên 100 dự án điện mặt trời có công suất đến 1 MW, cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho hơn 5.000 hệ thống điện áp mái trên toàn quốc. Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, Alena Energy dần khẳng định vị thế là nhà phân phối uy tín hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy một nền kinh tế Việt Nam xanh, bền vững.